Tết đến nơi rồi mà em vẫn chưa biết mua nick, mua vàng ở đâu giá tốt thì để Mị nói cho mà nghe. Anh em cần mua nick, mua vàng giá tốt thì anh em hãy truy cập ngay vào shopbimi.com của mình nhá. Hiện tại thì shop đã khuyến mại lạp thẻ cho anh em, chính là anh em sẽ lạp thẻ Viettel nhá. 100k anh em sẽ được 110k anh em ơi, 200k sẽ được 220k anh em nhá. Khuyến mại cực kỳ là hot cho anh em luôn. Ngoài ra hiện tại dịch vụ bán vàng đã nâng giá cho anh em là X5k anh em nhá. Với lại khuyến mại lạp thẻ nữa, đồng nghĩa với việc em sẽ mua được vàng với giá là X5k5 nhá. Ngoài ra tất cả các dịch vụ như là tìm đồ này, làm đệ, săn đệ tử đã giảm giá cho anh em thêm 30% nữa nha. Làm cực kỳ là nhanh luôn anh em ơi. Ngoài ra nick hiện tại thì đã giảm giá cho anh em thêm là 40% nhá. Nick 1 triệu bây giờ chỉ còn giá là 600k thôi anh em ơi, giảm trực tiếp rồi. Và bây giờ nick giảm giá cực kỳ là nhiều luôn cho anh em. Ngoài ra hiện tại nick sơ sinh đã cập nhật rất là nhiều đủ 8 server cho anh em luôn nhá. Hiện tại thì đồ giá rẻ 7 server cho anh em tha hồ lựa chọn luôn. Đó, đồ gì cũng có luôn anh em ơi. Dưới này thì vòng quay thì cập nhật liên tục và hai vòng quay như là gift code này, vòng quay bộ ngọc rồng thì rất dễ là trúng em nhá. Ngoài ra dưới Ram Doom thì có cực kỳ là nhiều để cho anh em tha hồ lựa chọn nha. Dưới này mục đưa top thì anh em có thể nhận được những phần quà cực hấp dẫn cho anh em cuối tháng nha. Và anh em là có nhu cầu thanh lý nick, thanh lý vàng thì em hãy liên hệ qua Zalo giúp mình 0364102093, gặp bé Minh 8 tuổi anh em nhá. Ok, và xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình vẫn là Vinh anh em ơi. Đó, thì hiện tại bây giờ trên shop Vinh.com của mình ý, thì đang khuyến mại lập thẻ. Chính là anh em lập 10k sẽ được 11k, 100k sẽ nhận 110k anh em nhé. Đồng nghĩa với việc thì giá vàng đang là X5k. Và khuyến mại lập thẻ thì giá vàng chắc chắn là nó sẽ gọi là tăng lên khá là nhiều. Và mình thấy anh em ủng hộ mình rất là nhiều. Thì ngày hôm nay thì mình có hơn 4 tỷ vàng em ạ. Tại vì là anh em ủng hộ cho nên mình mới có tiền để có thể đầu tư tiếp cho League Vinh được. Đó, hôm nay sẽ có gần 4 tỷ vàng để mình đập đồ cho League Vinh nhá. Đó, thì hiện tại bây giờ League của mình thì đang xài đồ gọi là 3 sao thôi anh em ơi, 3 sao thôi, nói chung là cũng khá là ấy. Thì hôm nay sẽ quyết định gọi là đập đồ lên cho nó lên 4 sao đi. Ok, bây giờ mình sẽ qua phát triển cao lốt 017 để mình lấy vàng anh em nhá. Ok, vừa thì nhập được thêm một chút vào. Ok, rất là ngon luôn. Và anh em nào cần mua nick hoặc là mua vàng giá tốt thì em để truy cập vào shopbimi.com để ủng hộ mình nhá anh em nhá. Ok, bây giờ mình sẽ gọi là chuyển vàng qua anh em ơi. Đây. Đây, hiện tại thì có khoảng 100 thỏi vàng thì nó cũng tương ứng khoảng gần 4 tỷ đúng không anh em? Đó. Ok, hiện tại thì bây giờ mình đã có gọi là 100 thỏi vàng rồi nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ gọi là tiến hành đi bán thỏi vàng này anh em nhá. Ok, chúng ta sẽ bán được một thỏi đi. Ok, một thỏi là được. Trời ơi, nó bị lỗi rồi. Có khả năng bây giờ thì mình sẽ phải qua bên đảo Kame đây anh em ơi. Tiện qua đấy đập đồ luôn anh em nhá. Ok, rồi chúng ta sẽ qua bên này. Mình sẽ gọi là tiến hành như nào. Mình sẽ gọi là đây, mình sẽ mua lấy một cái thỏi vàng em ạ. Mua tầm 2 thỏi đi. Mua 2 thỏi để nó giảm cái vàng của mình xuống á. Đây, 2 thỏi. Ok, rồi bây giờ sẽ bán đi anh em nhá. Ok, rồi bây giờ mình có tỷ 9 vàng rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành gọi là đập đồ em nhá. Đây, mình sẽ đập cái áo này lên trước. À thôi, đập cái găng này lên trước em nhá. Đập cái găng này lên 4 sao trước em ạ. Ok, sẽ đập găng lên 4 sao anh em nhá. Rồi, lần này sẽ đập theo kiểu phong cách gọi là cũng như lần trước thôi anh em ơi. Đây, một lần đập thì chúng ta sẽ có gọi là tỷ lệ thành công là 5%. Với lại cần thêm 40 triệu vàng em nhá. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành gọi là bật chít cho nó cao cao lên một chút anh em ạ. Thì cứ trung bình ý, 1 tỷ vàng thì từ 3 sao sẽ lên được 4 sao em nhá. Trung bình là như thế, còn hên hơn thì có thể lên được 5 hoặc 6 sao gì đấy. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành là đập luôn anh em nhá. Đập luôn anh em ơi. Này sẽ đập nhanh hơn một chút, lần này sẽ cho chip gọi là 30 đi. Đập cho nó nhanh em ạ. Ok. Ok, mong là lần này sẽ mình sẽ có full đồ 4 sao để xài anh em nhá. Mong là vậy. Ok, đập luôn anh em nhá. Này, đập luôn này. Đập luôn. Bây giờ tí còn 1 tỷ vàng thì anh em mình mới check sau anh em nhá. Bây giờ cứ đập hết cỡ anh em ạ. Lên được thì lên, không lên được thì không lên. Ok, còn tỷ 2 này. Nhanh quá anh em ạ. Đốt vàng nhanh quá. Chưa lên anh em ạ. Găng này lên chậm quá. Chưa lên anh em ạ. Chưa lên này. Ô, 2 tỷ còn chưa lên á. 2 tỷ còn chưa lên á. Phải nồi. Lên rồi anh em ơi. 2 tỷ lên được một món anh em ạ. Vãi đái thật. Trời ơi. Mẹ hút thế. Trời ơi. Thôi, không sao. Chúng ta gọi là có một cái món 4 sao, găng 4 sao là ok rồi.
lú thật anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với áo em nhá. Bây giờ sẽ đến với áo này. Ok, trời ơi, lú thiệt sự ạ. À, ok rồi, này sẽ đập gọi là ấy hơn, này sẽ đập không theo kiểu đập nhanh như kia nữa, cho chít xuống thấp chuyển khu em ạ. Này sẽ đập gọi là đây sẽ sang bên đông Garin anh em nhá, sang đông bên Garin này. Bây giờ sẽ sang lại bên này này, trời ơi, này cầu mong bà Admit cho con lên nó là xị một tí đi bà Admit ơi, thề luôn con nghèo vãi cả đái luôn bà Admit, phải hiểu cho con chứ. Ok, bây giờ sẽ tiến hành là đập thôi anh em ơi. Đồ, áo này thì mong sẽ lên này. Ok, này sẽ đập chậm anh em nhá. Ô, lên luôn anh em này. Ô, vãi ship luôn, lên luôn này. Đập hai phát lên luôn anh em ạ. Ồ trời ơi, chúng bạt mít gọi là hiển linh rồi, tuyệt quá anh em ơi. Ok, chúng ta sẽ đến với giày nhá anh em. Ok, lần này có thể là sẽ qua lại Đông Garin này, qua lại đảo Kame này. Đó, 2 tỷ vàng lên được hai món rồi, hên quá. Mong là chỗ này sẽ lên được nhiều hơn. Ok, giày anh em nhá. Đây thì sẽ đập chậm một xíu để cho anh em để nhìn rõ, không bấm nhanh như vừa nãy nữa. Hình như là cái này thì như mặt mít thì có kiểu theo phần trăm nữa anh em ạ. Đây, mình cứ đập đi qua đi lại để đập cho tỷ lệ nó cao lên một xíu thì nó dễ lên hơn. 1.4 rồi. 1.2. 1.1. 1.900. Ô. 900, 800. Ô, khô máu của này không ăn thua anh em ạ. Anh em nhìn này. 400. 309. 310. Ô, vãi đạn. Ô, xịt rồi. Ai xịt anh em ạ. 4 tỷ lên được 2 món anh em nhá. Vãi trưởng. Ok, bây giờ thì mình sẽ gọi là đi mua 2 viên ngọc rồng 3 sao xong rồi ép vào anh em nhá. Ok, được 2 món này thì ok rồi. Nói chung là vận may của mình nó hôm nay nó không được cao cho lắm. Đúng không anh em? Nói chung là không may lắm. Rồi, nói chung là anh em ủng hộ với nhá. Mua cái gì thì ghé Shopee mình để ủng hộ mình, để mình có tiền đập tiếp đồ lên 4 sao chơi anh em nhá. Giờ nghèo vãi trưởng rồi anh em ạ. Lại nghèo rồi. Đó, sau đợt đập này nghèo sắp mặt rồi anh em ơi. Ok anh em. Đó, cho nên anh em cần gì anh em phải ủng hộ mình nhá. Chưa? Ok rồi, bây giờ sẽ bán cái này đi, bán 3 thỏi đấy đi. Mình sẽ mua ngọc rồng 3 sao nhá. Mua X2 ngọc rồng 3 sao giá bao nhiêu triệu nhỉ? 90 triệu đi cho nó cao để cho anh em mua cho dễ. Ô, hôm trước chắc thế giới 7 lần nè. Ô, cái này chịu nha. Cái này mình không biết đâu. Hết livestream rồi thì mấy cái chuyện về livestream thì khi mà mình livestream á thì nếu mà lỗi gì thì anh em comment ở top chat được chưa? Còn nếu mà kiểu hết rồi á thì gọi là xong livestream rồi thì là thôi đi, anh em đừng nhắc lại chuyện cũ làm gì, mệt người ra. Nhiều lúc mình không nhớ lỗi đâu anh em à. Ok rồi nhá. Rồi bây giờ sẽ quay bạn này để mua anh em ạ. Ô, có ai bán không? Ok, có nào bán không? Để mua ngọc rồng đắt nhất xem ở. Ok anh em, 90 triệu đây. Đây có 2 viên 3 sao rồi. Đó, anh em mua ngọc rồng dễ, anh em càng nhiều vàng thì càng mua dễ anh em nhá. Đó, không còn cách nào khác rồi anh em ạ, bắt buộc rồi. Ok, qua đảo rồi, bây giờ sẽ cởi đồ ra. Đâu nhỉ? Đây, không biết là tăng sức đánh lên được nhiều không nhỉ anh em nhỉ? Từ để mặc vào xem, cho anh em xem sức đánh nhá. Xong rồi tí nữa xem sự khác biệt xem nó nhiều không. Mình thì cũng nghèo thôi, xài đồ 3 sao đấy anh em ạ. Đó, cũng gọi là nâng cấp dần dần. Chứ không mua một phát ăn ngay thì không có. Ok cho anh em. Ok nhá. Cởi bây giờ đang là 199k này. Ăn cái khổng lộ là 249k nhá. Ăn thêm sushi là 274k đúng không? 274k. Đây, ăn thêm cái này vào là ôi, nhiều đấy. 353k sức đánh em nhá. 353k sức đánh em đợi xíu đây. Phát này lưng lên này, không biết nhiều không. Ok này. 353 đúng không?
Mua rồi, mình mua rồi. Tí chat cho bạn một câu phải đoán tiếp. Lưng này. Đấy. Ok, vừa lấy 353 đúng không anh em? Thêm 16%. Ok, mua rồi, mình mua rồi. Ok. Rồi, bây giờ cởi giáp ra anh em này. Ồ, được 365k anh em ạ. Ồ, lên được nhiều sức đánh cực. Uầy, được phải trưởng em ơi. Ok, rồi, bây giờ sẽ tiến hành là đi ấy anh em nhá. Ok, bây giờ sẽ tiến hành là biến khỉ cho anh em xem này. Xem được bao nhiêu sức đánh nè. 400k sức đánh em ơi, 400k nhá. Đồ 4 sao được 400k sức đánh em ạ. Cái thêm mấy item nữa. Ui, VIP thật sự. Ok, ăn thêm item này. Rồi bây giờ sẽ đi ngọc dòng Lamex xem sao anh em nhá. Có thêm chói nữa thì nó bá luôn anh em ạ. Ok, đi qua Lamex chơi anh em này. Trời ơi. Không, mình sẽ bật cái khiên lên. Đây, Ui rồi, 2 triệu hit anh em ạ. Không nhặt được. Không nhặt được ngọc rồi. Bị lỗi rồi. Đâu rồi, anh em nào nhặt đây. Ngọc rồng đâu? Mất ngọc rồng rồi anh em ơi, mất rồi. Trời ơi, mình không thể biết ngọc rồng đâu nhỉ. Đâu rồi? Mất rồi. Mất rồi anh em ạ. Để ra khu khác đi. Chui trong góc rồi, bây giờ mình sẽ gọi là tiến hành qua bên núi hoa tím chặn tàu vũ đảo guru đi, qua đảo guru đi. Đây, qua đảo guru anh em nhé, chạm trán với những thanh niên VIP siêu VIP. Ok, đó, có ngọc rồng luôn này, ngon. Ok, đấm luôn anh em. Đừng đấm em nhá, đây, đây mình chói anh em này, chói phát này, tái tạo anh em nhỉ. Đố anh biết được bao nhiêu sức đánh này, bắn phát được cho anh em xem này. Ui, mẹ, -1. Cái này như có cái cải trang gì ạ. Là phát -1, lúc thật. Đây, mình sẽ đứng đây canh như này. Chắc chắn là qua đây để giết mình luôn. Ô, bút cho mình. Sắp chết luôn anh em. Dã quả rát thật anh em ạ. Công nhận. Phát -1 được nhỉ. Phát -1 được nhỉ anh em nhỉ. Lú thật. Đây. Nào, chơi không. Ô sợ. Đừng có đi qua đây nhá. Ô, mất khỉ rồi anh em ạ. Đây, trói tạm thanh niên này. Test cho anh em xem cũng được. 8 triệu anh em ạ. 8 triệu anh em ạ. Uầy. Ai trưởng. Mạnh đấy anh em ạ. 8 triệu. lấy bến khỉ thì nó cũng trâu đấy anh em ạ. Nó cũng được đấy, được của nó đấy. Rồi, và chắc lấy mình sẽ tạm dừng đây thôi. Nhường ngọc rồng lại cho mấy bạn đấy. Đó, ui anh em thấy chưa. Một set như này mà với một cái click như của mình thì như này khá là hợp lý. Ok, lần sau thì mình sẽ đầu tư thêm anh em nhá. Anh em nhớ mua gì thì ủng hộ Vi Minh anh em nhá. Cảm ơn anh em nhiều, bye bye anh em và hẹn em trong thời gian sớm nhất nhá. Bye bye.